be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you won't see that I will get it, cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid, I could be the guy. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Con Béo Ô Tô Vlog. Và hôm nay là Tết Covid lần thứ 2. Sắp đến Tết rồi, Con Béo Ô Tô sẽ review cho anh em chiếc Honda CB650R mà chủ xe vừa mua, không phải mình mua, mình không có tiền mua. Hôm nay là chiếc xe mà rất là mới. Đây, camera vào đây, cả chìa hít, chìa gấp, các thứ khởi động lên đẹp cực luôn. Đây, tắt đi bật lại cho em nhé. Đây, báo chìa hít này, khởi động này. Đấy, Odo 33 km. Và chiếc xe lên rất nhiều đồ review, đa phần là đồ review. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em chiếc Honda CB650R. Nó dùng chung với CBR650 nhá. Và bây giờ mình sẽ nổ thử cho anh em cây Akamovic Racing Line New. Và taking you wild, I could be the villain, but good as a kid. Lately I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space, yeah, making rest every day, man. You know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop working, we go and you go in this train. Anh em quan tâm đầu tiên bởi một chiếc Honda CBR650R hay là CB650R này là gì? Là cái bô. Thì đa phần các bạn sẽ lên bô. Vì tại sao? Vì là cái bô zin của nó, tiếng máy nó rất là êm. Tiếng bô nó sẽ thì thầm. Nó kéo ga lên thì nghe tiếng gió là nhiều hơn, vút 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 nhiều hơn. Nó sẽ không thể hiện được sức mạnh. Nhưng mà những chiếc xe này thì là những chiếc xe không phải dành cho những bạn, những anh, những chị hay là những bác quá lớn tuổi, mà đa phần dành cho giới trẻ. Vì thực ra là cái trọng lượng con xe này nó cũng rất là nặng, nhưng nó lại là cực kỳ là liên lạc, cộng với vận hành ở trên phố nó rất là nhẹ nhàng. Thì đây là một cái lựa chọn ưu tiên hàng đầu dành cho những người thích phân khối lớn, thích mô tô. Và tiếp theo có điều kiện mà không thể thiếu, điều kiện đầu tiên đặt lên, đấy là gì? Dầu. Có tiền, và rất nhiều tiền đấy, chỉ mới có thể sở hữu một chiếc xe này. Thì chiếc xe này là của một bạn sinh năm 2003. Đấy, chắc là bạn ấy sẽ phải đi lùi lại nhiều nhiều thì nó mới về được lại đến đích. Chứ còn nếu mà như anh em mình khởi điểm nó chậm thì sẽ lâu hơn, bạn ấy sẽ phải lùi lại. Thì cái này là bạn ấy vừa được 18 tuổi và được gia đình chắc tặng cho chiếc xe này. Thì đây là chiếc xe đầu tiên, mô tô đầu tiên của bạn ấy. Đây là chiếc Honda CBR650. Thì cái điều kiện đầu tiên, nhưng con này dành cho rất nhiều anh em mà khi đã đi xe côn rồi, đi những dòng một máy, hai máy, hay là đi những cái dòng mà bốn máy to như là những chiếc Ducati các thứ, cũng sẽ muốn là một con mà đi lại, đi làm, đi lại hàng ngày, sẽ lựa chọn. Vì là tại sao? Nó vận hành nó rất là nhẹ nhàng, cộng với là nó không quá hỗn. Nhưng mà với bạn nào mà đã đi từ xe nhỏ lên con này xong rồi đi một thời gian sẽ cảm thấy là gì, nó sẽ bị yếu. Vì tại sao? Vì là nó lành lắm, nó cứ đều thôi, chứ nó không có sự phấn khích như Ducati, hay không có sự phấn khích như con Z1000, hay không có sự phấn khích như những dòng sport như CBR1000 này, hoặc là những con ZX10R. Đấy, nó sẽ không có sự phấn khích như thế. Nhưng nếu là mình nhu cầu sử dụng mà chỉ có đi làm hàng ngày, mình sẽ lựa chọn con này đầu tiên. Thứ nhất là về giá, thứ hai là bốn máy, thứ ba là nó rất lành, trời nó không bao giờ bị hỏng hóc cái gì cả, cực kỳ là yên tâm. Thì bây giờ điều đầu tiên của anh em khi có chiếc này, đây inox 304 này, anh em thấy không, cổ bô à, đấy, cổ bô inox 304. Nhưng cái cổ này là cổ của sản xuất chuẩn cho nó luôn, và full luôn, tức là tháo ra lắp vào, nó là bốn cái cổ lắp vào cho cái cổ zin của bạn, tháo hết tất cả ra, bốn cái lắp vào, xong đưa ống ra, bốn chia thành hai, xong hai lại chia thành một, đấy, đưa ra và lắp lên.
thì đây là chiếc cổ full system rồi. Chúng ta không cần phải độ chế gì từ cảm biến lẫn cả đến cổ bô, chỉ có tháo ra lắp vào, rất tiện lợi cho những anh em nào anh em thích cái chuẩn chỉ, thích cái tháo ra lắp vào, không phải độ chế nhiều. Còn nếu mà các bạn bảo là sao không lên titan, thì titan nó cũng có, thì titan thì mình quay rất là nhiều xe nó lên titan rồi, nhưng titan sẽ mất nhiều thời gian hơn. Làm một con nguyên bộ titan này phải mất 4 đến 5 ngày để làm cho việc titan, vì phải cắt khớp, nó không có khuôn như những dòng xe nhỏ đấy, tức là bô và cổ bô. Thì cái bô thì chủ xe sử dụng cây này là cây AK Racing Line, anh em biết rồi đúng không? Lon nó rất là ngắn, con này là Racing Line cho R3 MT03, lon nó sẽ ngắn hơn cho chiếc G310, BMW G310, nó sẽ dài hơn. Nhưng tại sao lại chơi lon ngắn này? Vì chủ xe muốn cái âm thanh nó trầm, nó lực, khi mà đi trong phố nó vừa tầm, nhưng mà khi mà đi lên tốc cao nó sẽ lực. Thì anh em biết rồi, cái dòng hơi của con Honda CB, Honda đặc trưng 4 máy con sẽ rất là hay rồi. Đấy, chưa làm nghỉ này. Cho anh em vừa nhìn thấy cái khói nó phun ra đúng không? Đây, tay mình khô này, camera. Đấy, tay mình khô này, mình vuốt lên đây này các bạn này, mình vuốt lên đây, các bạn thấy chưa? Ướt chưa? Đấy, ra nước ấy. Đấy, ra nước ấy. Đấy, mình nhìn ngón tay mình chưa? Đấy, và đây mình lau lại này, mình lau lại nhá, tay lại khô à? Đấy, các bạn thấy không? Không có nước này, mình luốt lên này. Đấy, các bạn biết tại sao không? Bô này là cây bô mới tinh. Khi mà bô mới tinh thì nó bao giờ nó có cái hóa chất để nó ủ ở bên trong để làm gì, để cái vách bông nó không bị hỏng theo thời gian. Nhưng đây là chiếc bô mới, tất cả bô mới anh em thay ra đều sẽ thấy là có đọng nước ở đây. Nhưng khi chúng ta sử dụng 3 ngày nó sẽ hết luôn, nó sẽ hết cái bông đấy, và cứ thế là nó đều nó chạy. Đây là chiếc bô mới nó sẽ thế, điều đấy rất là bình thường. Và đây tiếp theo nữa, camera đi từ đầu, hôm nay mình sẽ review đi từ đầu. Đầu xe thì mình sử dụng đa phần cái đồ này của là MK Lightech. Đấy, MK Lightech, cái ốp đầu này của chuẩn cho CB65BR của hàng MK Lightech. Đấy, thì các bạn thấy là cái điểm của CB65BR nó có điểm vuông hơn. Đấy, điểm vuông hơn so với những dòng CB150 và CB300R. Thì khi mà cái ốp màu này lên nó cũng là ốp vuông. Đấy, pad tiếc lắp chuẩn như zin luôn. Đấy, về đầu xe thì mình không tập trung quá nhiều, mà tiếp theo là mình chỉ lắp cái che két nước thôi. Chắc chắn rồi, một chiếc xe mới ra thì phải lắp cái két nước. Đấy, các bạn thấy két nước CB650R chưa? Đấy, nó dày dặn, nó nhôm, nó dày dặn, nó bảo vệ két nước bạn. Nhưng mà mình tư vấn cho chủ xe, và chủ xe mong muốn lên những cái gọi là an toàn cộng với là nhẹ nhàng để đi trong phố, hiệu năng. Thì con này nó liên quan đến hiệu năng. Con này là Brembo RCF19 Bản Kosakota. Đấy, bản Kosakota. Thì con bản Kosakota này nó là bản RCF19, thì nó sẽ thiết kế trong nó hiện đại hơn bản thường kia. Đấy, nó các anh em thấy không? Nó thiết kế nó ngắn này, cộng với tất cả đường bo góc cạnh nó nhiều hơn. Bản này thì là một trong những con mà có nhiều đồ phách nhất. Đấy, Exciter rồi, những anh em thấy là chơi đồ phách này rất là nhiều. Một bộ của nó hình như là 870 cả tổng côn. Đấy, nhưng con này là hàng real. Đấy, mình thì rất là nhiều, mình có cả 17, 19. Nhưng mà chiếc xe này là CB650R, nó đi 2 heo, đi xin 4 pit, nên là bắt buộc phải sử dụng những con 19 thì nó mới đủ lực để nó bóp nhồi được nhanh hơn, bóp lên nhồi xuống ABS và nhồi xuống con heo. Đấy, tổng côn thì các bạn biết rồi, không có thể lựa chọn nào khác ngoài TWM hoặc là Akosato. Thì con này là con Akosato kỷ niệm 50 năm. Đấy, Akosato này mình đánh giá là gì, nó là cực kỳ là hợp lý cho với con Brembo. Hai cái thiết kế nó tương đồng với nhau. Còn nếu mà anh em nào mà thích kiểu chơi kiểu đồng bộ ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những con Akosato Bilet này. Đấy, nhưng mà nó lại thiết kế nó khác hoàn toàn với con Bilet kia, con này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Trông chẳng liên quan gì luôn. Trông vãi chẳng liên quan gì luôn. Đấy, con này là tổng phanh này. Đấy, các bạn thấy không? Tổng phanh Akosato. Đấy, Bilet luôn nhá. Đấy. Con này hàng real. Thì mình tư vấn khách là lên tổng phanh là Racing Brembo RCF19 Kosakota. Còn cái này mình lên Akosato. Và đây là cái kẹp điện thoại, thì mình review luôn cho anh em. Kẹp điện thoại này là Rise, hàng chính hãng của A3. Cái này như cái điện thoại mình đây, nếu mà mình mà bây giờ cần đi xa mà mình cần sạc điện thoại thôi, chứ cần chưa cần nói mình cần Google Maps, mình sạc điện thoại thì đơn giản. Đây này, các bạn nhìn thấy nút này nó chưa ấy, sẽ bật cái công tắc lên. Công tắc chống nước luôn nhé. Chống nước luôn. Bật lên vào đây, mình sẽ thả vào đây cho các bạn. Đấy,
cái này là liên quan đến công năng là nhiều hơn. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Nó sạc à? À mình nhá. Lần nữa cho chắc anh, cho rõ. Đây, nhấc lên này. Đang không sạc nhá. Đấy, đã đang sạc à. Đấy các bạn thấy không? Cái này thì rất là tốt, thôi tiện công này review mình cắm vào đây mình sạc. Cho anh nhờ tí sạc nhá. Và cái gương thì các bạn thấy gương này, chủ xe chắc chắn rồi, lên rất nhiều đồ review thì không lý do gì lên con gương rẻ cả. Con gương này là con Motogaget hàng CNC. Con Motogaget hàng CNC thì Motogaget này nó có hai màu. Đấy. Và con view của nó thì 5 triệu 2 một đôi thì nó rơi khoảng 2 triệu 8, 2 triệu 8, 2 triệu 9 một cái. Thì tất cả thiết kế này của nó đều là nhôm. Và cái mặt này của nó là bằng nhôm đánh bóng lên. Nhưng mà con Motogaget này vẫn là hàng copy loại 1 thôi nhá. Cái này chỉ có 750.000. Với mình 750.000 cái gương nó kinh khủng lắm rồi. Nó quá là kinh khủng luôn rồi. Ngày xưa ấy, mỗi lần mình nhập về mình chỉ dám nhập 5 bộ, 6 bộ thôi. Nhưng mà phải nói là dân chơi cũng nhiều. Rất nhiều anh em thích cái dòng Motogaget này. Đấy. Cả màu đen, màu bạc của mình rất là nhiều. Đây, xếp đây. Mười mấy 20 bộ về một lần. Thì cái đấy là gương mình sử dụng, là một cái gương để Motogaget. Thực ra gương này thì nó chỉ gọi là để làm đẹp cộng với là chống polish thôi. Còn để nhìn rõ thì nó sẽ không nhìn rõ được như gì. Và cái nắp này là mình dán cái nắp của con CB650R. Chuẩn luôn. Đấy, miếng dán bảo vệ bằng inox phay. Cái này mình tặng đấy, mình không bán đâu. Đấy. Nhưng mình rất là nhiều logo Titan nhưng mà mình tặng khách nhưng mà khách bảo không lấy. Khách chỉ chơi hai tông màu đen thôi, không cần quá nhiều màu. Và chúng ta đến cái bộ phận bảo vệ máy. Đây, camera đi sang bên này. Đây, đi sang bên này. Đây là một cái bộ mà lốc bảo vệ máy của MK Litech, cũng là hàng chính hãng của MK Litech. Anh em có những anh em sẽ hỏi mình là anh ơi bộ này của H2C à? Mình cũng thế. Thề lần đầu tiên mình lắp bộ này lên mình nhìn nó giống H2C vãi luôn. Mình bảo ô này H2C bộ này nó rơi hình như là 2 triệu mấy, 3 triệu ấy, 2 triệu 9 hay 3 triệu của H2C chính hãng cho CB650R và CBR650. Nhưng mà mình không nghĩ là lên nó lại giống loại đẹp đến như này. Thì đây là bộ này là của MK Litech nhá. Nó rẻ hơn rất là nhiều. Rẻ hơn rất là nhiều. 1.950.000 bao lắp đặt. Đấy, còn cái này là bộ chống đổ của chuẩn CB650R mà mình sử dụng là cái này là cục chống đổ của GJ Elevation. Còn cái pad này là pad của hàng CNC. Đấy, pad này pad CNC. Chống đổ khi mà hạ xuống thì cái này sẽ xuống đầu tiên và khi mà máy biết nó đã va chạm thì cái này sẽ đỡ bảo vệ. Đấy là chống đổ này là bảo vệ hai bên. Đấy. À, camera đi sang bên này. Lên rất là đơn giản. Và mới đầu là chủ xe định lắp cái chống đổ ôm vào khung. Nhưng mà nếu mà ôm vào khung thì sẽ không lắp được cái cục chống đổ này nữa. Thì chủ xe bảo không, em chỉ cần là lắp cái chống đổ GJ này lên cộng với cái này thôi. Vì là em đi đa phần đi trong phố, không chạy tour nhiều nên là không cần khung. Để các bạn là lên khung ấy thì đa phần là dành cho anh em chạy tour. Để thứ nhất là nhỡ may trong quá trình chạy tốc cao nó ngã xuống thì nó còn bảo vệ được cả đồ khung nhựa máy. Còn nếu mà anh em đi trong phố thì đa phần là bị đổ. Hoặc là đơn giản là khi anh em ngồi uống cà phê ấy, có mấy đứa mắt lìn nào nó vào xong bầu nó không biết xe của ai, nó ngồi lên nó chụp ảnh. Cái kiểu đấy là kiểu vãi đái bực mình nhất. Đấy, kiểu nó ngồi lên chụp ảnh xong nhỡ mày nó đổ ra ấy. Xong rồi nó ôi em xin lỗi, em nhỡ. Kiểu em nhỡ xong rồi té chứ tất nhiên là người ta sẽ không ở lại vì nó tốn rất nhiều tiền. Đấy, cái kiểu đấy thì nhiều anh em đã dính rồi. Sẽ rất nhiều anh em bị dính cái xe dựng lên xong rồi nó cứ lên nó ngồi chụp ảnh xong rồi đổ ra. Thì cái việc này nó sẽ chống đổ rất là nhiều. Còn nếu mà để mà chống mà ngã xuống thì cái này nó sẽ xuống đầu tiên, nó sẽ đỡ được đi một phần. Cộng với cái này nó sẽ đỡ được cái lốc máy của bạn xuống. Đấy, hạn chế tối đa. Và tiếp theo nữa là mình không thay đổi gì ở số gầy các thứ, mình chỉ lên bô. Cái đuôi là thứ mà mình đã lắp lên. Đuôi đây thì là cái phát biển. Đấy, mới đầu mình tư vấn là không lắp cái phát biển này đâu. Mình lắp luôn cái rè này, chuẩn cho CBR650 và CB650R. Phát biển theo kiểu MT09. Đấy. Con này thì nó có cho CB300 này, CB150R này, R3 này, MT03 này, lẫn cả những dòng 600 này đều có, tất cả dòng xe đều có. Nhưng con này là lắp chuẩn cho CB650R. Tại sao lại phải chuẩn, gọi là chuẩn cho CB650R? Bởi vì là nó sẽ phải dày hơn, nó nặng hơn, nó chắc chắn hơn những dòng xe nhỏ. Vì tốc cao các bạn biết rồi đúng không? Những chiếc mà đi càng to bánh lớn như này cộng với máy khỏe như này thì cái độ giật của nó rất là lớn, nên là cần những cái này nó còn chắc chắn hơn nữa. Đấy. Thì đây là chiếc rè chắn bùn mình lắp lên, vừa làm kiểm vừa làm đẹp.
Và tiếp theo chủ xe bảo là em thấy cái đuôi này hơi trơ, nếu mà lắp cái biển này xuống đuôi hơi trơ thì mình có tư vấn thêm. Đây là bạn ấy lắp cho mình cái này là cái pad biển của MK Mutech đây. Đấy, đây là cái pad biển. Đấy, khi mà pad biển này lắp lên, lắp lên thì đây nó chuẩn chỉ luôn như zin luôn. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể gập ra gập vào, và đây nó có thêm điểm tì đây này. Đấy các bạn thấy không? Điểm tì để chống trôi này, đây chống trôi chống lắc này. Đấy. Cái này là sản phẩm chính hãng nhá, lắp được luôn cái pad cái xi nhan zin luôn. Đấy, đây là MK Mutech. Với một chiếc xe mà mới đi 33 cây thì chắc chẳng có gì vận hành. Chỉ có nhớ một điều là 450 cây là chúng ta sẽ thay dầu tiếp một lần nữa để dầu gọi là dầu tráng máy. Và sau đấy là chúng ta sẽ đến 1000 cây lại xả ra lại thay dầu tiếp. Ok anh em, xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi cái vlog của Con Béo Mô Tô. Hẹn gặp lại anh em tại vlog sau nhé.